Muốn giao tiếp thành công thì bạn phải có bí kíp này. Có phải bạn đã từng thất bại trong các cuộc nói chuyện, trong các cuộc giao tiếp với người khác, cho dù bạn rất giỏi về chuyên môn, bạn chuẩn bị cho cuộc nói chuyện rất kỹ, nhưng bạn vẫn không được người khác đồng thuận? Muốn biết tại sao thì bạn hãy xem hết video này nha. Một nguyên tắc trong quyển sách Tác Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie là hãy nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Một người có thể sai hoàn toàn, nhưng thường thì họ không bao giờ chấp nhận mình sai. Vì vậy chúng ta đừng nên kết án họ, bởi điều đó không có tác dụng. Thay vào đó chúng ta có thể tìm cách để hiểu họ. Chỉ có những con người phi thường, khôn ngoan và bao dung mới có thể làm được điều này. Luôn có những nguyên do khiến cho người ta hành động và suy nghĩ như cách mà họ đang sống. Nếu như chúng ta chịu khó tìm hiểu, chúng ta sẽ nắm được chìa khóa chi phối suy nghĩ, hành động và tính cách của người ấy như thế nào. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, chúng ta phải biết bỏ qua cái tôi của mình và đồng cảm với người khác để suy xét mọi việc. Mức độ lớn khôn và trưởng thành thực sự trong cuộc đời của mỗi con người tùy thuộc vào thái độ ứng xử của người đó với người khác. Dịu dàng với người trẻ, cảm thông với người già, chia sẻ với người bất hạnh, động viên người có chí hướng, tha thứ người mắc lỗi lầm, bao dung với kẻ yếu và khoan hòa với kẻ mạnh. Bởi lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời của mỗi con người, chúng ta ai cũng một lần lâm vào những cảnh ngộ tương tự. Hãy lắng nghe để thấu hiểu người khác và để được người khác thấu hiểu. Đó cũng là cách để đắc nhân tâm người khác, để nhận được sự đồng thuận từ người khác trong giao tiếp. Nếu như bạn cần tìm môi trường để học tập, để phát triển tư duy, để nâng tầm giá trị bản thân, thì hãy liên hệ ngay với Yến để được hỗ trợ đồng hành mỗi ngày hoàn toàn không mất phí bạn nhé.